Đây, anh vừa bảo máy con đái vào. Tức là để ở đâu vậy? Để ở giường thì thôi. Em cứ sấy cho anh trước nha. Cho xin xem cam, cam sau. Đây, cam trước này. Cam trước, cam sau này. Để bị hết. Báo thủ. Mở ra rồi, cái mù lên. Gần 2 tuổi thì. Nhà bác nào có con nhỏ mà gặp phải mấy quả báo thủ báo đời như này chưa? Te luôn vào điện thoại của bố làm hỏng luôn phê đi. Thế mà bố vừa mất tiền lại vẫn phải cười. Con máy này thì mua bên em lâu lắm rồi nên đã hết bảo hành. Chứ nếu mà còn bảo hành là được sửa free ngay. Nhỏ cái là hết bảo hành lâu rồi nhưng mà em vẫn hỗ trợ sửa chữa giá tốt nhất nhá. Chắc chắn là mất phách rồi. Vì đã vào như thế thì khó thọ lắm. Mở ra thấy mùi nha. Ôi xồi ôi nhiều nha. Nhiều chứ không nghĩ đâu. Nhưng chắc chắn mất phách rồi này. Nước nó đầy, đầy trên cái mắt. Nhiều. Anh ấy cũng có tâm sự là nhà có hai báo thủ. Đứa đầu thì thẳng tay ném máy vào bể cá. Đứa sau thì té phát vào điện thoại luôn, không kịp cản. Báo thủ nhà các bác thì thế nào? Còn báo thủ nhà em thì cũng vừa cầm gậy đập vỡ tivi xong. Hôm trước em có ít rờ với em cơ. Nó bảo em có ít rờ cơ. Ông mà đang vứt bể cá. Bể cá nào cũng chơi, chơi bể cá kính thì chơi của bố đâu. Nhưng mà chơi hàng bể cá coi, vào vứt toạc phát vào đấy. Xong nhấc lên. Bố vừa vớt ra chưa kịp làm gì con cầm lấy điện thoại ném đất dặn. Và sau khi đã sấy xong vào test lại thì không chỉ mất phê đi mà chết luôn cảm ứng phần dưới các bác ạ. Ừ, lấy được. Mất phách. Ẩn luôn. Tiếng thôi. Mật khẩu máy gì nhỉ, đọc lại nhỉ. Tiếng phách nó lên được thì đẳng cấp. Ừ, cản mứng đơ luôn. Ừ, lấy được. Mất phách. Ẩn luôn. Đó, theo cảm ứng rồi, con này còn nếu mà ấy phải ép lại cả cảm cơ. Đây, bị đúng cái dọc ngang nhỉ? Đúng rồi, đúng dọc ngang. Đấy. Đúng rồi, đấy mất một hàng, bây giờ hàng chữ bên dưới. Cái thì sẽ phải chắc chắn là mai mới lấy được nếu mà làm. Mai mới chắc được rồi. Ờ, vẫn ép cảm. Ép cảm 12 của nó xong để giá này. Không, không, dòng này không ép. Ờ, không ép à? Không thích rồi. Cái máy nhà. Ừ. Vâng, máy nhà thì làm, còn máy ngoài thì không nhận. Hết bảo hành, hỗ trợ thôi. Thế thì hỗ trợ à? Không chịu máy. Em cảm nó lắp mà. Không thay màn mấy triệu rồi mà. Đúng rồi, có thể thay màn. Nhưng mà có thể được, có thể không nhận. Tại vì đây là bị vào nước mà bị cháy mà. Vẽ được thì được, không là nó cũng không được đâu. Bị tinh thần. Nếu ép màn không được thì vẫn phải thay màn. Nếu ép cảm không được thì sẽ phải thay. Vẫn cứ thử ép trước, tội gì. Không 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 được còn lấy tiền đâu mà. Không được còn lấy tiền đâu, cứ ép được là được thôi. Thay màn là mất màn gì ở đây. Trời phết nhỉ. Như là thay một con màn này được 3 triệu 2. 4 triệu 2. Cộng thêm quả kia 800 nữa là 5 triệu đòn. Nhưng mà ép thì hết 1 triệu 10. Này khoảng tầm 1,5 triệu. Đấy, 1,3 triệu thôi. Được 50%, hơn 50% tí. Ôi trời, vợ ở nhà chứ. Chết rồi. Nhưng cầm điện thoại rồi gọi làm sao rồi đấy. Đấy, đúng rồi. Chết rồi. Làm thế vẫn còn hơn là đi thay màn. Thì đấy, phương án tối ưu nhất. Tối ưu nhất rồi.